Anh có nghe thấy em nói gì không? Có lúc nghe thấy, có lúc thì không. Anh không nghe thấy thì em vẫn nói. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em